Hello, xin chào các bạn. Clip này mình giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mới này. Đấy, một cái sản phẩm là cái dây đeo Bigbee. Cái này là bên mình mới phát triển. Có rất là nhiều cái loại Bigbee khác nhau. Bên mình thì cung cấp rất là nhiều loại. Ví dụ như là cái loại mà cục Higbee dẹp hoặc là Higbee tròn. Cái này cũng là một trong những loại Higbee đó. Thì cái này gọi là Higbee mặt trời. Cái này hay móc ở quần. Nhưng mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái loại Higbee mà nó sẽ tiện hơn. Bên đây là một cái bao đạn. Bao đạn này mình đang trong quá trình làm rồi. Toàn bộ những cái này bằng da bò hết các bạn nhé. Đấy, bằng da bò. Da bò thật. Cái này dùng để đeo vào thắt lưng ấy. Một bao đạn này đựng rất là nhiều bi. Nó mấy trăm viên. Đấy. Thì thường là đi theo cái bao đạn thì hay có một cái Higbee đeo tay. Thì mình đã dùng cái loại này rất là lâu rồi, mình cảm thấy rất là tiện cho nên mình hay sử dụng. Thì đây mình hướng dẫn cho các bạn. Đây, ví dụ như này nhá. Này, khi các bạn đeo vào tay ấy, thì ở đây nó có hai cái khóa bấm. Đấy, các bạn bấm nó lại. Đấy, các bạn bấm nó lại, định vị lại là nó chắc. Các bạn thấy không? Phần này á mình sẽ thường thường mình hay để ở cổ tay. Đây mình sẽ quay hình dung cho các bạn thấy nhá. Đấy. Đây. Ví dụ như này. Mình sẽ để ở cổ tay này. Đây. Các bạn thấy không? Ừ. Xong mình sẽ gài nó lại. Gài hai cái thì nó rất là chắc. Các bạn mới gài ấy thì nó khá là chắc. Mới mà. Trên là nó rất là chặt. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Thì nó sẽ ở cổ tay mình. Đây này. Chiều của nó thì các bạn có thể xoay. Khi nào mà các bạn bắn ấy thì các bạn có thể xoay cái nam châm về phía cổ tay của mình ấy. Cái phần bụng của cổ tay. Đó. Còn nếu các bạn mà không bắn, các bạn có thể là xoay lên trên thì nhìn nó cái kiểu nó đẹp mắt hơn. Thực ra cái da bò này ấy, nó vừa tiện cho các bạn da tốt là hai, cái thứ ba là nhìn nó thẩm mỹ, thì nó như một cái vòng đeo tay ấy, nó cũng khá là đơn giản, bắt mắt. Các bạn mặc áo tay ngắn hay tay dài thì nó cũng không không có những ảnh hưởng gì nhiều lắm, mình nhìn trông nó bắt mắt. Đây. Còn khi nào mà các bạn đi bắn đấy thì các bạn có thể xoay, tại vì cái này nó là cái mình đã sử dụng rồi, mình thấy nó rất là tiện, cho nên là mình với hướng dẫn các bạn đây này, các bạn để phần nam châm nó ở bụng tay mình này. Ví dụ các bạn lấy bi xong tay này các bạn cầm ná đúng không? Đấy là cái nguyên lý mà cái người mà dùng ná vào tay phải ấy, thì để nam châm ở bên tay phải luôn, cầm ná bên tay phải thì mình rút được bi đấy ra. Đây mình ví dụ như mình lấy bi ở cái hộp đựng này đi. Đấy. Thì một cục nam châm này nó cũng được khá nhiều bi. Khá là nhiều bi. Các bạn dùng hết thì các bạn lại lại lấy ở cái hộp đựng ra, hoặc là các bạn lấy bi ở trong túi quần ra chẳng hạn. Đấy, thì nó nhanh. Đây này, cái việc này khi các bạn lấy ở tay mình này thì nó rất là nhanh. Nhanh hơn là các bạn dùng cái một số cái treo. Nói chung là mỗi một cái nó có một hình thức khác nhau, nhìn nó có thể nó đẹp mắt. Hoặc là các bạn thích cái đồ treo như này. Hoặc các bạn thích cái loại mà
cái nam châm nó tròn tròn chút xíu, xong các bạn trang trí để cột treo ở lưng quần này hả. Nhưng mình thì mình hay thích cái sự tiện dụng ấy, nên mình hay dùng cái loại này. Đây, các bạn thấy không, lực hút của nó rất là mạnh. Nó là một cái viên nam châm dẹp bình thường ấy, mà cái viên nam châm dẹp này thì hay lắp ở trong cái ná, lắp ở cái ná mà có đuôi nam châm. Thì mình lại áp dụng vào cái kiểu làm như này đó, các bạn thấy không, thì rất là tiện, rất là nhanh trong việc mà chúng ta khi đi săn bắn chúng ta nạp đạn. Đấy, nhanh và tiện, nó không có cái kiểu như là phải chờ đợi hoặc là các bạn chủ động được cái thời gian. Thì cái này mình sẽ giới thiệu sơ qua các bạn hôm nay, mình giới thiệu sơ qua các bạn cái vòng đeo tay này thôi. Thì vòng đeo tay nó có rất là nhiều màu, hiện tại thì mình đang làm màu này, màu này là màu xanh rêu nhé các bạn nhé, màu xanh rêu dập vân rất đẹp. Thì sắp tới mình sẽ làm cái bao da này, bao da cũng màu xanh rêu luôn, nó đi cùng một bộ luôn, thì anh em có thể là mua cùng hoặc là mua rời. Cái này là màu trắng, màu trắng thì mình cũng không biết nói màu trắng này màu trắng gì nữa, nó hơi đục đục thì vân da cá sấu. Đấy, cái bao này thì cũng rất là tiện. Đấy, các bạn chỉ cần một cái bao này đựng chắc không phải được khoảng 200-300 viên đạn này, đạn 6 thì chắc phải được tầm 300-400 viên, đạn 7 thì chắc được hơn 200 viên. Nên các bạn bắn là thoải mái rồi, các bạn đeo vào lưng quần là ok. Đấy, cộng với một cái đeo tay hít pin này nữa là tuyệt vời rồi. Đấy, em đi săn rất là tiện nha. Đấy, bình thường thì có thể là mình sẽ quay lên. Mình muốn nói một chút xíu nữa là cái công dụng ấy, của cái vòng đeo tay này là các bạn có thể là muốn mua sản phẩm bên mình thì các bạn cho mình cái số đo cái vòng tay của các bạn này, cổ tay của các bạn bao nhiêu, thì mình có thể là thiết kế cái nút bấm này, nút giữ này cho đúng cái cổ tay của các bạn nha. Đấy, thì cái đồ này là cái đồ làm thủ công, làm bằng da bò thủ công, đồ handmade ấy. Cho nên là mình có thể chủ động được cái số đo của tay các bạn để làm sao cho nó thích hợp nhất, các bạn dùng nó thoải mái nhất. Đấy, như mình thì mình để nó khoảng một khoảng lỏng như này, để ví dụ mình xoay này. Đấy, còn bình thường thì mình bắn thì mình cầm như này chẳng hạn. Đấy, thì lúc nào cái phần bi này, này nó sẽ trũng xuống, các bạn thấy không, nó trũng xuống nên nó không có xoay ngược lại được, nó không xoay ngược. Với lại mình cũng không cần phải làm chặt quá, làm vừa phải thôi. Cho nên các bạn cứ cho mình cái thông số tay, các bạn đo vòng tay này khoảng bao nhiêu là mình sẽ tính tỷ lệ làm sao thích hợp nhất. Đấy, ok. Mọi thông tin chi tiết các bạn liên hệ qua cái số điện thoại Zalo mình đăng trên màn hình nhé. Các bạn có thể là một là gọi trực tiếp cho mình, hai là nhắn tin qua Zalo cho mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.